Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đăng ký kênh của tôi. Hôm nay tôi lại quay cho tất cả các bác và giới thiệu cho tất cả anh em một số dòng điện thoại giá cực rẻ, giá từ 1 triệu đến 3 triệu quay lại. Và trong cái video này chúng ta có một số dòng máy được giảm giá anh em nhé. Chúng ta đừng rời qua màn hình, chúng ta có thể theo dõi những cái video của tôi. Và tôi sẽ cam kết cho tất cả anh em ở đây, hàng của tôi cam kết cho anh em hàng chính hãng. Hàng chính hãng nhé, hàng chính hãng, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không phải đặt cọc. Nếu mà tôi bắt các bạn đặt cọc thì chất lượng máy của tôi nó sẽ không tốt, đúng không? Đấy, tôi bảo cho anh em rồi, những cái gì mà tôi nói ở đây và tôi quảng cáo ở đây đúng hàng thì các bạn nhận, mà không đúng thì thôi. Đấy, các bạn đừng có nhận, bởi vì đâu chưa chắc đâu có phải là tôi gửi cho các bạn đâu, đúng không? Có thể là người ta copy đi, có thể là người ta lừa các bạn. Anh em có thể kết bạn Zalo, số điện thoại hoặc gọi trực tiếp, tôi sẽ chụp cái series cho các bạn. Sau đó các bạn nhận, các bạn sẽ mở máy của các bạn ra và xem lại có phải cái series của cái máy, cái shop này gửi cho các bạn hay không. Đấy, phải không ạ? Thì qua cái video thì tôi cũng nói cho tất cả anh em ở đây là như vậy. Thứ nhất là hôm nay tôi sẽ giảm giá cái con máy i73s ở đây nhá. i73s ở đây, pin 4000, màn hình 6,44 inch, camera là 48 chấm. Thứ nhất là tôi nói cho anh em ở đây thì là cái máy này thì chúng ta quay phim chụp ảnh thì miễn bản và miễn chê nhá anh em nhá. Đấy, cam trước cam sau đều ok hết anh em ở đây này. Đấy, và một số bạn thì bảo là sợ là không phải tôi bán cái máy cho các bạn. Các bạn có thể là nhìn hình ảnh của tôi và trong cái Zalo nó đúng thì các bạn nhắn tin, còn không đúng thì các bạn đừng có nhắn tin các bạn nhá. Con này là RAM 8 128GB, bán cho tất cả các bác giá cực rẻ thôi. Ở đây nó lượn sóng, đây không phải đâu nhá, tôi phải giảm cái ánh sáng nó xuống đi thì nó mới không lượn sóng, hoặc là cho sáng hẳn đi. Đấy, nó lượn sóng là nhiều bạn thì bảo là máy hỏng, không phải đâu, nó do hai cái camera này nó chói vào nhau ấy thì nó sẽ bị thôi ạ. Đây, tôi sẽ kiểm tra thông tin về cái máy này cho tất cả các bạn nhá. Hôm nay con máy này được giảm giá này, Vivo i73s. Anh em nhìn thấy không? RAM 8 128GB anh em nhá. Đấy, RAM 8 128GB, bán cho tất cả mọi người giá thanh lý cho tất cả anh em 3.300.000. Máy này máy mới 99%, có nghĩa là máy mới nhưng mà chúng ta bóc ra, chúng ta kiểm tra qua thì nó sẽ thành máy 99%. Đây ạ. Đấy, bán cho anh em 3.300.000 bao ship, kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhá. Camera này không có một vết xước nào. Đấy, trừ trường hợp là chúng ta bỏ ra đây thì chúng ta cầm đi cầm lại thì nó sẽ bị dính vân tay thì nó sẽ bẩn đi thôi. Đấy, con này là 128GB RAM 8 nhá. Bán cho anh em 3.300.000 bao ship cho tất cả mọi người, kiểm tra hàng đúng những cái gì mà tôi bảo ở đây thì các bạn mua, và không đúng cái gì mà tôi quảng cáo thì các bạn đừng mua. Kèm phụ kiện sạc ốp tai nghe nhá. Và tôi lại giới thiệu cho tất cả anh em một số con nữa. Con này thì nó đây này, con này tại sao nó đắt hơn con khác, tại sao là nó lại ế đến bây giờ, đúng không? Nhiều bạn thì không biết, con này là RAM 8 256GB, nó là Oppo F7 thôi. Thường thường là tôi bán cái con này Oppo F7 128GB giá chỉ có là bao nhiêu nhỉ, 1.750.000 bao ship, đúng không? Con này tôi lại tăng thêm 100 là 1.850.000 bao ship, có nghĩa là tăng thêm 100.000. Tôi chỉ có tăng thêm 100.000 thôi, nhưng mà chênh lệch bộ nhớ nó bao nhiêu thì các bạn cũng khác tự biết rồi, đúng không ạ? Máy thì không có một vết xước nhá anh em nhá, nhìn kỹ nhá. Bây giờ của mình làm ở đây ấy thì là thứ nhất là tôi sẽ cầm nó có vân tay, thứ hai nữa thì không vào chỗ sáng làm thì không được, vào chỗ sáng thì nó lại chói. Đấy, nó lại chói thì nó rất là khó nhìn. Đây này, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Oppo F7, chúng ta kiểm tra RAM của nó xem nào. Con này là RAM 8 256GB nhá anh em nhá. Giới thiệu điện thoại đây. RAM 6 128GB chứ. 128GB RAM 6 128GB. Oppo F7 bán cho anh em nhầm giá thôi anh em ạ. 1.750.000. Máy 2 sim nhá. Đấy, con này là pin của nó là pin 3400, màn hình 6,23 inch, camera là 13 chấm.
bán cho anh em 1.750.000 bao ship cho tất cả mọi người, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán kèm ốp sạc tai nghe. Bây giờ mình lại giới thiệu cho tất cả các bác một cái con Oppo nhá, Oppo F5. Con này là bán nó giá là 1.500.000 bao ship cho tất cả anh em. Thì tại sao lại bán đắt như vậy, tại sao nó giá nó cao hơn chênh lệch với mấy cái con kia 100.000? Lý do và nguyên nhân anh em biết là con này RAM 6 128 GB anh em nha, mà anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng những cái gì mà tôi quảng cáo thì các bạn mua, còn không thì các bạn đừng có mua. Đấy, hàng mới được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu cái hàng của tôi mà không đúng những cái gì mà tôi quảng cáo và nó là hàng giả hàng nhái thì chắc chắn tôi sẽ không bán như thế được anh em ạ, đúng không ạ? Anh em để ý này, đây nhá, RAM của nó là RAM 6 này 128 GB nhá, đấy, Oppo F5 nhá anh em ạ. Máy máy 2 SIM, chúng ta được kiểm hàng trước khi thanh toán, không phải đặt cọc, tránh trường hợp lừa đảo. Nếu mà tôi lừa các bạn thì các bạn phải hiểu là tôi sẽ không dám cho các bạn kiểm tra hàng, hoặc là các bạn phải đặt cọc tôi, đúng không? 1.500.000. Và có thêm con Samsung. Đã nhắc lại cho tất cả anh em, có hai cái máy ở đây đối chiếu tất cả anh em nhá. Tại sao hôm qua cũng có một số người thắc mắc và một số người là không hiểu về lý do nguyên nhân cái máy nó như thế nào, tại sao lại bảo bán lúc 1.3 triệu, lúc 1.5 triệu, lúc 1.4 triệu. Thì ở có cái con tay bên phải của chúng ta ở đây là con Samsung A10 thường, và con tay bên trái của chúng ta ở đây là A10s. Con này là 1.350.000, còn con này là 1.650.000. Thì nó chênh lệch nhau nên là một số bạn ai cũng bảo là thế ta đặt A10 mà gửi lúc thì bảo báo 1.6 triệu, lúc thì bảo báo 1.5 triệu, lúc thì bảo báo như thế nọ thế kia. Thì không phải đâu, tôi bán ở đây, tôi quay video bán đúng giá ở trên video này luôn nhá anh em nhá. Đấy, bán đúng giá ở trên cái video này luôn nhá anh em nhá. Đấy, con này là 1.650.000 này, con A10 thường này là 1.350.000. Chúng ta được kiểm hàng trước khi thanh toán, ok, trả tiền không đúng những cái gì tôi quảng cáo, đừng có lấy nhá. Không có một vết xước nào luôn nhá. Máy là không có một vết xước, hàng mới chính hãng luôn. Được kiểm hàng trước khi thanh toán. Và thứ nhất là tôi giới thiệu cho anh em ở này. Hai con này là 32 GB nhá, 32 GB. Chúng ta nhận máy, chúng ta kiểm tra máy xem có phải máy tàu hay không. Chúng ta kiểm tra sao thăng này, 06 này, thăng này, nó sẽ hiện email và những cái khe sim ở đây. Đấy, còn những cái máy khác nó không có đâu anh em ạ. Đúng hàng thì chúng ta kiểm tra và chúng ta nhận và chúng ta mua, còn không thì đúng, không đúng thì thôi. Đấy, anh em được mua bảo hành cho anh em 6 tháng, đổi một một đổi một trong vòng 30 ngày. Đây A10s đây nhá. Đây là A10 thường, đây là A10s. Và giới thiệu qua một con máy như thế nào nữa nhỉ? Con này ấy, tôi nói cho anh em ấy, con lúc đấy tôi bảo cho anh em ở đây, con này 3 triệu 3 này là vừa rồi là bán 3 triệu 8, 3 triệu 9 ấy, chứ không phải ít đâu. Đang giảm giá được con này, ai mà xúc được con này là quá là đẹp. Đây, mình lại giới thiệu tiếp cho tất cả mọi người. Ở đây, Oppo A5s nhá, Oppo A5s máy 99%. Anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tránh hàng giả hàng nhái. Chúng ta được kiểm tra hàng, không phải đặt cọc. Xã hội bây giờ đặt cọc là chỉ có mất tiền thôi, mất hút thôi anh em ạ. Nhá, các bạn cọc cho tôi là tôi cũng lấy các bạn 100-200, các bạn cũng chả làm được gì, đúng không? Nhưng mà tôi bán hàng uy tín, một ngày tôi bán mấy chục cái. Tất cả các máy ở đây được kèm phụ kiện ốp sạc tai nghe. Máy có rất là nhiều nhưng mà chúng ta đôi lúc ấy, đặt hàng đúng cái điểm nó không có thì các bạn phải đợi 1 đến 2 ngày, chắc chắn là chúng ta sẽ đợi được thôi. Tôi phải bán rẻ hơn ở cửa hàng thì các bạn mới đợi được. Còn nếu mà tôi mà bán bằng giá ở cửa hàng thì các bạn thà rằng tôi đi ra ngoài này mà mua cho nó nhanh, đúng không? Nó giảm giá rất là nhiều nên là mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng. Chúng ta được kiểm hàng trước khi thanh toán anh em nhá. Đây này, buổi sáng ngày hôm nay này, trong kho 26 đơn. Đấy, nói đâu về nói phép để làm gì, vừa tạo đơn xong được 7 đơn, vừa nhập kho tiếp này, lại 4 đơn mới này. Đấy, nói chính xác chứ phép để các bạn làm gì đâu. Một ngày bán mấy chục cái nên mỗi cái tôi chỉ kiếm 100 cho đến 200 nghìn thôi. Đấy, 1 cho đến 200 nghìn thôi là ok rồi. Và tiếp theo tôi có một cái con
Oppo A53 này là con này là pin 5000 nhá, hỗ trợ sạc nhanh, màn hình 6,5 inch, camera 13 chấm. Anh em đi, anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu có nứt, có xước, có nứt, có xước, có vỡ ở đâu ấy thì các bạn trả lại tôi nha anh em nhá. Oppo A53 RAM 8 256 GB, con này không phải thấp đâu nhá, 256 GB. Con này là bán cho tất cả anh em 2 triệu 400k. 2 triệu 400k. Đấy, 2 triệu 400k trong cái video này bán cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có đúng thực tế cái gì mà tôi nói hay không. Giới thiệu điện thoại này. Đây nhá, Oppo A53 này. Đúng không? Con này là RAM 8 này, 256 GB này. Nhá anh em nhá. Đấy. 256 GB. Các bạn mang về các bạn được kiểm hàng trước khi thanh toán, đúng thì chúng ta nhận, không đúng thì đừng có nhận. Máy thì không có một vết xước nào luôn, bóng nhoáng như ở đây. Tôi sẽ chụp series và gửi cho tất cả các bạn. Khi các bạn nhận máy, các bạn mở máy lên và vào phần giới thiệu ở đây này. Vào cài đặt này. Vào giới thiệu điện thoại này. Nó có cái số series ở đây, đúng không? Đấy, kiểu máy này 1122 nào đó đấy, nó không bao giờ có cái nào nó trùng nhau đâu, cái nào nó cũng khác nhau hết anh em ạ. Anh em kiểm tra sau đó là đúng thì các bạn nhận. Tất cả các máy được kèm ốp sạc tai nghe đầy đủ nha, ốp và sạc tai nghe như ở trong này luôn. Đây này. Anh em có thể gọi Zalo hoặc kết bạn Zalo để tôi sẽ gửi một số cái video ngắn hoặc một số hình ảnh để các bạn xem chi tiết hơn, nếu ví dụ như có một số nơi thì mạng nó kém. Và giới thiệu tiếp một con máy được giảm giá ngày hôm nay. Giấy bóng vẫn còn nguyên nhá, giấy bóng vẫn còn nguyên. Nhiều bạn thì bảo là cái máy của tôi thay vỏ. Đấy, ừ thì các bạn cứ nói cũng không sao đâu mà. Tôi nói cái gì nói, bạn thay hay không thì các bạn xem các bạn mới biết. Tôi nói các bạn nha, nếu mà để mà đầu tư một con máy như thế này, tôi không, cái máy đắt tôi không nói là máy đắt là máy rẻ nhá. Một con máy, ví dụ như một con máy tôi bán cho anh em, ví dụ như tôi nói con này đi, hôm qua có bảo một thằng nó bảo là con này thay vỏ này, thì tôi nói anh em con này luôn này, con máy này nó chả đáng bao tiền đâu. Thứ nhất, các bạn khi mà các bạn đã thay thì các bạn phải thay cả ốp lưng, thay cả cái xương viền trong này, và thay cả màn hình, thay cả pin, và chúng ta lại còn phải có ốp sạc tai nghe nữa, thì các bạn tính nó mua nó mất bao tiền. Khi mà chúng ta làm hết thì chúng ta còn bó bán cái giá này nữa hay không? Có ai đi độ cái máy này nhiều như thế để bán cho các bạn hay không? Nhá. Cái trường hợp đấy có, nó chỉ có duy nhất một hai người làm thôi, còn không phải là ai cũng làm nhá. Còn tôi bán cho anh em ở đây có hàng nghìn máy chứ không phải là một máy. Các bạn phải hiểu như vậy, lấy hơi thừa đâu mà làm cái đấy. Đâu có phải là mình có cái main ở trong mà mình làm được đâu, mình cũng phải đi mua, người ta bán 600 700 cho mình chẳng hạn đi. Ốp vỏ rồi thì bao nhiêu tiền, gom vào là bao nhiêu tiền, hộp hết các thứ bao nhiêu tiền, củ sạc bao nhiêu tiền, thì tính ra nó rơi mấy mấy tiền là biết đấy nhá. Và giới thiệu qua cái con máy này một tí này, thứ nhất là tôi cũng nói qua thôi, thời gian video nó dài quá, nó lòng ngoằng quá anh em ạ. Con này ấy, được giảm giá cho tất cả mọi người, bây giờ hiện tại chỉ có 2 triệu 800 nghìn. Vivo i51s, con này cũng là RAM này, chúng ta kiểm tra RAM và bộ nhớ nhá. Con này là phiên bản Android 10 chấm nhá, và RAM 6 128 GB, 2 SIM. Đấy, 2 SIM. Nói qua nói sơ sơ thôi nhá, giấy bóng vẫn còn, các bạn đi các bạn xé bỏ đi. Đấy. Máy thì có rất là nhiều dòng máy, nhưng mà chúng ta không thể một cái video bây giờ gần, nếu mà một cái video 3 40 phút thì đăng lâu lắm anh em ạ, đăng nóng hết cả máy luôn, và chúng ta quay video này nó cũng nóng hết máy. Bán cho tất cả các bác ở đây giảm giá cho anh em con i51 nha. I51S bán cho tất cả các bác 2 triệu 800, bao ship được giảm 200 nghìn rồi. Tiếp theo có con Oppo F11 bán giá rẻ nha, hôm nay lại xả nốt con này luôn. Và tại sao lại bán giá nó cực rẻ thế này thì tôi nói qua sơ sơ một tí cái máy này. Thứ nhất là cái con máy này ấy là máy mới thôi, nhưng mà nhân viên rồi người ta nó cầm nó xô đẩy máy các thứ thì nó sẽ bị xước một tí. Nó xước ở đâu thì tôi sẽ chỉ cho tất cả anh em ở đây, tôi sẽ lau kỹ đó này. Nó không phải là xước ở màn hay là méo màn hay là như thế nào cả. Con máy này ấy, là nó bị xước ở đằng sau này này, các bạn nhìn thấy không?
Đấy. Các bạn thấy nhìn đây nó phải phẩy tí tí li ti đấy không? Đấy, đây đây đây. Thấy không? Đây này 1.2 không ảnh hưởng gì cả. Các bạn mang đi các bạn lắp ốp vào là không nhìn thấy luôn nhá. Bán giảm giá cho tất cả anh em, con này là bán bao nhiêu được cho nó hợp lý này, anh em có thể là cùng bình luận đi nhỉ. Đấy, con này là bao nhiêu ghi chúng ta kiểm tra nhá. Anh em mà đi mua máy mà phải đặt cọc rồi thì các kiểu không cho kiểm tra thì chết. Con này 128GB nhá anh em nhá. Máy 2 sim. Đấy 128GB. Anh em nào muốn biết thêm thông tin thì gửi kết bạn Zalo để tôi sẽ gửi cho các bạn xem. Còn mọi cái chỗ khác chúng ta không cần phải giới thiệu vì nó có hỏng đâu. Tôi chỉ nói cái chỗ này xước một tí này. Đấy. Xước một tí này. Tí là không có chỗ nào xước đâu nhá. Một à đâu? Chết mẹ. 2.8 triệu. Ô. Cứ nói nhầm. Oppo F11 màu xanh nhá. Sạc nhanh, pin 4020 A, màn hình 6,5 inch. Đấy, màn hình 6,5 inch. Camera thì khỏi bàn rồi, 45.46 chấm thì chúng ta nói gì tầm này, đúng không? Anh em muốn biết thêm thông tin thì kết bạn Zalo cho tôi sẽ cho các bạn vào Zalo và kiểm tra tiếp. Tất cả con máy ở đây đã có một số máy được giảm giá. Còn anh em nào muốn mua những cái máy gì, các bạn có thể là bây giờ thì giới thiệu hết thì không giới thiệu được. Có thể đặt với tôi, nhắn tin với tôi những có cái máy nào thì tôi sẽ báo cho tất cả anh em ở đây. Đấy, và giá kèm theo giá ở trên Zalo chẳng hạn, có thể các bạn gọi trực tiếp cho tôi nhá. Còn các bạn mua thì các bạn đặt, còn không mua thì đừng có đặt. Đặt thì ảnh hưởng rất là nhiều người. Ví dụ tôi đặt từ miền Bắc đến miền Nam thì nó sẽ đâu đó 3 đến 4 ngày. Thì không biết là qua hàng mấy chục người để người ta giữ và quản lý được cái máy này cho tất cả mọi người thì mới đến tay các bạn. Khi mà đến tay các bạn này bảo là không mua chả có lý do gì thì nó cũng hơi buồn cười. Nhưng mà các bạn không mua thì cũng không bao giờ ảnh hưởng đến tôi được, đúng không? Nhưng mà nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người khác nữa. Không biết qua bao nhiêu tay mới đến tay các bạn. Nên là các bạn đừng có làm những cái trò đấy để chúng ta mất việc nhá. Tôi thì gửi đi hay không gửi thì tôi cũng mất 20-30. Nhưng thực tế ra ấy, không biết bao nhiêu người shipper phải giữ, phải nâng niu, phải cất giấu, tránh mưa, tránh nắng cho các bạn mới có được cái máy như thế này. Trong khi đó các bạn thì bảo đặt chơi thôi, để xem thôi thì các bạn đừng có làm. Làm thì cũng không phải là các bạn ghét tôi thì các bạn mua thì các bạn không phải là làm ảnh hưởng một mình tôi. Nhưng thực tế là các bạn sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều người nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và đăng ký kênh. Đừng quên đăng ký kênh và cho tôi một lượt like để chúng ta được theo dõi những cái dòng máy khác nữa anh em ạ. Máy thì có rất là nhiều dòng máy Samsung, Oppo, Vivo rồi thì iPhone có hết. Nhưng mà không thể làm được video nó quá dài. Đấy, nhiều bạn thì bảo tôi nói dài dòng quá, nhiều bạn thì bảo tôi nói không hết, đúng không? Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đăng ký kênh. Đừng quên đăng ký kênh và cho tôi một lượt like để chúng ta đón xem một số cái dòng máy tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.